kính chào quý vị. Chúng tôi đang đứng trước anh Đình Phi là trợ lý ban huấn luyện của chúng ta. Thưa anh thì hy vọng cho chúng ta giải nhì chúng ta hôm nay là như thế nào? Anh Đình Phi có thể cho biết ý kiến được không ạ? Anh Đình Phi rất là đẹp trai, anh mới tuyển anh từ đội Singapore về. Sao anh? Anh thấy đội trưởng bên năm nay có triển vọng không anh? Cầu thủ có thể gây ra đột biến hoặc là gây ra thảm họa của đội bóng mình đó là như thế nào anh? Là bạn chừng điều hèn, còn gây ra thảm họa là bao Quỳnh mặt. Đó, cầu thủ gây ra đột biến là bạn Quyền, còn cầu thủ gây thảm họa là bạn Quỳnh búp bê. Anh cho mình biết là hôm nay anh đi theo hộ tống cho thủ môn thì anh thấy chuyển vọng của đội bóng mình như thế nào? Có giải là hạng gì anh? Đánh giá cao cái thủ môn thôi à, còn những người khác không có đánh giá cao. Thủ môn, cho em hỏi là thủ môn là có mối quan hệ gì với anh à? Anh đánh giá cao như vậy? Chỉ là bạn bè thôi anh. Bạn bè thôi. Ok, dạ, cảm ơn anh, dạ.